Hello, xin chào anh em nhé. Chào anh em đến với con game bài hôm nay nha anh em. Số vốn của mình hôm nay là 117 thôi anh em ạ. Mình sẽ vào con game sóc đĩa xem vận may đến đâu nha anh em. Bắt đầu mình vào game luôn anh em nhé. 3 4 10 là nghỉ được, quá ok rồi anh em. Hên hên thì được lên, đéo hên thì phải chịu thôi anh em. Cậu này cậu lẹ, lẹ chặn chặn lẹ chặn lẹ chặn lẹ. Cậu này cậu lẹ nha anh em. Đánh 5 giống cam tay thì hơi liều đấy nhầm. Với hên hên nó cho ăn thì đéo con gì để nói luôn. Ba đỏ một trắng đéo con gì để nói luôn anh em ạ. Đẹp tuyệt vời luôn này. Ba trắng một đỏ mới đau anh em. Phải liền cho anh em kìa. Tay bố trắng luôn cái này. Quá tuyệt vời luôn anh em. Hên hên cho ăn cái đéo còn gì để nói luôn. Vẫn phải chặn gì mẹ đéo được luôn anh kìa. Quả này để hơi mạnh tay cái này xíu với anh em. Hơi mạnh tay cái này xíu hên hên. Mẹ nó có mốc mờ mấy luôn anh em ạ. Ok đấy chứ anh em. Ok, mẹ đang vô cầu anh em, đang vô form anh em nhé. Nên lên mấy tay là đéo còn gì để nói đâu anh em. Con này có chặn anh em. Bốn trắng này. Địch mẹ ba đỏ luôn anh em kìa. Mẹ cầu khó đoán anh em ạ. Thấy chưa thì mẹ mấy tay này mẹ đánh nhỏ nha anh em. Mấy tay này mẹ đánh nhỏ luôn anh em ạ. Đánh lớn thì thịt mẹ đi đấy anh em. À cầu này ăn như vậy mẹ được một mực mà mấy luôn anh em. Phải liền thực sự luôn. Bốn trắng này. Phải liền thịt mẹ hai tay giống nhau luôn kìa anh em. Thấy là không hay rồi đấy anh em ạ. Mẹ nó ra cho ăn bốn trắng ấy thì quá tuyệt vời luôn này, sợ đéo nó cho ăn này, cho ăn thì quá ngon luôn anh em ạ. Mẹ ba trắng một đỏ mới đâu này. Còn này mẹ mình nghĩ về lệ tiếp anh em ạ. Cái này mình sẽ nghĩ nó về lặp lại như thế này tiếp nha anh em. Ok chưa anh em? Địt mẹ mình đang nghi rồi anh em. Ok. Địt mẹ giờ phải chậm lại thôi anh em ạ. Địt mẹ tất tay của cầu quá ok luôn anh em nhé. Ok, thấy anh em thấy mình tất tay quá ngon luôn anh em. Thôi địt mẹ đánh một vài tay đéo được nghỉ luôn anh em nhé. Như vậy là quá ổn áp anh em ạ. Ok, vẫn lụng anh em. Vẫn lụng anh em nhé. Thôi thua câu nào nghỉ, thua tay nào nghỉ tay đó luôn anh em nhé. Thôi được 20 là ok anh em ạ. Địt mẹ đánh cái này càng đánh là càng chết đấy anh em. Đánh cái này đéo tham đâu. Càng tham là càng đi đấy anh em ạ. Bốn trắng này. Địt mẹ đéo được luôn kìa. Vẫn còn ăn nhỉ, mẹ đéo lên bốn trắng. Vẫn cầu chặn tiếp à ta. À, cầu này mình bán lẻ đây nha anh em. Cầu này mình bán lẻ nha anh em. Địt mẹ. Đúng bán lẻ chính xác mà địt mẹ bán lẻ đỏ mới đau nha anh em ạ. Đánh cái này cân luôn anh em ạ. Về ba trắng một đỏ nha anh em, đúng cầu nó về vậy anh em ạ. Ok thấy chưa anh em, địt mẹ của cầu quá ngon luôn đấy. Hai bốn tám đúng vượn
Quả này mà đéo ăn thì hơi đen đấy anh em ạ. Ok, đi bẻ thắng thua tay này, nghỉ luôn anh em nhé. Đéo tham ở đâu, 4 độ luôn này. Ok, thôi nghỉ luôn anh em ạ. Thôi bye bye.